Chú Đầu Bạc xin chào các bạn. Chú Đầu Bạc lâu lắm rồi mới được xuống Cá Rồng Sài Gòn. Chú hết đầu clip, cảm ơn em đã luôn luôn hỗ trợ, tài trợ về game, chương trình cũng như là những cái nội dung clip. Thì hôm nay là mình xuống mình thông báo lại làm clip. Bữa giờ mình đã thông báo trên những cái mạng xã hội của mình về vấn đề là chia sẻ nuôi bơm cá rồng. Thì có thể là nói là cuộc thi cũng được, mọi người nó cùng thi, nhưng mà quan trọng cái này không phải là thi mà là chia sẻ cái nội dung, cái cách chơi bơm cá, cụ thể là cá kim long quá bối. Mà có nhiều anh em á, là cũng bữa giờ mình nói thêm đầu clip mình nói luôn là có nhiều anh em hỏi là cá ở chỗ khác được không, thì xin lỗi là cá phải ở Cá Rồng Sài Gòn và có chip ở đây. Tại sao? Tại vì ở đây các bạn cũng biết là chip á, là nó chỉ có một con chip duy nhất. Khi mà các bạn nhận về tham gia cái chương trình này thì khi đó là sẽ ghi nhớ là có số chip. Còn khi mà các bạn nếu mà từ ở chỗ khác mà cái nguồn chỗ khác lại thì nó rất là khó khăn, con chip không quản lý được. Cho nên là sẽ tổ sau này mình kỳ này mình làm demo thử cái đợt này, nếu mà ok thỏa mãn một cái không có vấn đề phát sinh gì hết, bữa sau sẽ làm nha, mô hình nhân rộng rãi hơn. Mong cái đợt sau các bạn ha. Còn bây giờ cái chương trình cụ thể là bữa mình đã thông báo rồi, nhưng mà bây giờ đầu clip luôn để cho bên anh Hưng bên Cá Rồng Sài Gòn nói trước hết là giới thiệu sơ và nói về cái chương trình game này. Thì đầu tiên thì em cũng trước mắt thì em bên Cá Rồng Sài Gòn cũng xin cảm ơn tất cả khán giả từ bữa giờ cũng đã theo dõi kênh bên chú Đầu Bạc với lại ủng hộ bên Cá Rồng Sài Gòn. Có rất là nhiều anh em muốn trải nghiệm được một cái quá trình mà form một con bối như thế nào, thì bên Cá Rồng Sài Gòn muốn thu hút thêm những anh em khác để vào cái chương trình này, thì sẽ hỗ trợ thêm những cái gọi là phần thưởng để cho cái cuộc thi nó hấp dẫn hơn đó. Thì về cái cuộc thi mà về form con bối nhí lên tới được một con đầu vàng hay một con full á, thì cái tỷ lệ cuộc chơi thì nó rất là đơn giản. Thì đầu tiên thì mọi người cứ ghé bên Cá Rồng Sài Gòn gọi là tậu một em bối nhí với lại một cái chai vitamin. Rồi bên em sẽ đăng ký cái số chip của mỗi một con cá, tại vì mỗi một con cá nó đều có một cái con số chip nó khác nhau đó. Thì bên em sẽ đăng ký và lưu lại cái số chip của con cá đó, và sau cái thời gian khoảng tầm vài tháng sau thì nói chung thì còn cái thời gian mà chính xác tụi em sẽ công bố ra sau. Còn trước mắt thì nó dự định thì đại khái nó khoảng tầm vài tháng sau, thì lúc đó là bên Cá Rồng Sài Gòn sẽ công bố chính thức cái thời gian là xem coi những cái anh em nào là form được những cái con lên được những cái con bói đẹp nhất, thì lúc đó thì sẽ ra một cái cộng đồng để chấm điểm chung đó. Thì ai là người thắng cuộc thì sẽ có những cái giải thưởng như là một con khuyết hay là một con full gì đó. Thì cái chương trình chơi thì mình muốn lặp lại luôn anh Hưng anh nói, có thể các bạn nghe chưa thông hết, mình sẽ nói rõ lại. Cái giải thưởng sẽ là một em khuyết và một em bói full ham mệt. Mà nói chung là cái chương trình này nó không phải là một lần chơi, nó sẽ kéo dài và hàng tuần. Sau khi mình phát clip này sau thì mình sẽ thường xuyên, là không phải thường xuyên, mỗi tuần mình sẽ làm một cái bài, một cái tút ở trên cái fanpage chú Đầu Bạc cùng tác với bên Cá Rồng Sài Gòn. Và các bạn, mình sẽ làm cái tút lên thì mình sẽ đẩy một cái clip của mình lên, xong các bạn tham gia vô, các bạn add cái clip của các bạn, quay muốn quay ngắn quay dài gì cũng không sao hết. Rồi các bạn ghi một cái, nghĩa là phải có cái mã số liên tục để vậy, để cho anh em cùng theo dõi với nhau, cùng coi với nhau trong suốt một cái quá trình. Và khi mà cứ hàng 3 tháng, 4 tháng tới đó một giai đoạn sẽ chốt lại, lúc đó thì nói chung sẽ canh phù hợp, lúc đó sẽ làm một cái buổi offline tại đây và sẽ vinh danh những anh em nào thắng giải. Nhưng mà trước khi đó là phải cùng với nhau là bên Cá Rồng Sài Gòn xem, chú Đầu Bạc xem và các anh em trên mạng phải thỏa mãn hết những điều kiện đó, chứ không phải là tự nhiên chú Đầu Bạc nói là bạn Quỷ Nhân A đạt giải, hoặc là Cá Rồng Sài Gòn nói bạn Quỷ Nhân B đoạt giải, không có. Bên đây mình nói và anh em phải trong cái nhóm hội đó của mình phải thống nhất đồng ý hết, nói chung là mình cho nó cuộc chơi nó công bằng công tâm các bạn ha. Nhớ các bạn là tham gia là phải sử dụng nguồn cá của bên Cá Rồng Sài Gòn, có đăng ký số chip đầy đủ. Còn chương trình đợt sau, hết cái đợt này sẽ làm những cái chương trình lớn rộng hơn nữa, thì các bạn có thể sử dụng nhiều nguồn cá, nhưng mà lúc đó như nãy mình nói sự quản lý nó rất là khó. Mình sẽ đang tìm cách để cho nó công tâm, để đừng có anh em này nói vô nói ra, nói chung là sau khi phát giải mà anh em không vui mình cũng không thích ha. Dạ đúng rồi. Đó thì cuộc thi nào nó cũng phải có giải và người trúng giải và người không trúng giải. Thì người trúng giải là được, vừa được kinh nghiệm, vừa được thêm một em cá. Còn người không trúng giải là được sự chia sẻ đam mê, được trong cái cộng đồng mình anh. Thì tại sao mình suy nghĩ mình làm cái chương trình này,
có rất là nhiều anh em cứ liên hệ với mình là nói là muốn liên hệ những anh em nuôi bơm cá và những anh em mà nuôi cá cộng đồng, thì mình xin lỗi thật gì đó, biết sao không các bạn, cái đó là thông tin cá nhân, thì chú Đồ Bạc biết hết, thì chỗ lại là người ta rất quý chú Đồ Bạc, nhưng mà chú Đồ Bạc không thể nào tùy tiện là đưa lên những cái thông tin đó đưa những người khác, có những người người ta không thích, đúng không anh? Không thích. Cho nên có những người bữa giờ nay chương trình đã tổ chức ra rồi, nhưng mà có những anh em vẫn mua cá tại đây, nhưng mà người ta không tham gia, người ta nó chỉ theo dõi thôi chứ người ta không tham gia, không đăng ký. Người ta không có muốn là, các bạn cũng hiểu, không có muốn xuất hiện trên mạng xã hội ha. Thì quay ra các bạn nếu mà xem trong cái clip này trên mọi nền tảng mạng xã hội, các bạn chưa rõ thì inbox xuống hoặc là tương tác xuống, mình nhớ nói là fanpage chú Đồ Bạc và fanpage cá đồng Sài Gòn, đúng không? Fanpage cá đồng Sài Gòn, thì mình sẽ tag đường link ở phía dưới các bạn ha, rồi mình mỗi lần bài đăng mình sẽ tag vô mọi cái hết các bạn, rồi sau này những bạn thắng giải tới đây được chia sẻ, được sướng danh, được vinh danh lên và được trải nghiệm, và sẽ được cắt những cái clip đó làm một clip từ xuyên suốt quá trình, hiện tại một cái quá trình dài thì không thể nào làm được, và cái người thắng giải sẽ được đến quay review là một cái sướng danh trong cái kênh chú Đồ Bạc do nhân dịp cuối năm ha. Hồi bữa giờ có rất là nhiều anh em tương tác với mình, hỏi là cái quy trình nó như thế nào, trong quá trình nó thế nào, sao làm sao, tại có những người anh em cũng muốn tham gia thử cho vui, nói chung là vừa vui vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa chia sẻ có thêm bạn cùng đam mê. Thì nhờ Hưng là chia sẻ lại quá trình từ một em bối nhí lên thế nào, sao cho những anh em nào mà chưa có tham gia hôm nay, người ta có thể xem, sau khi xem khi clip này phát thì người ta có thể tham gia, thì em nhờ em chia sẻ rõ ràng từ một em bối nhí thế nào sao, và sử dụng sao, và làm lên sao. Thì đầu tiên thì anh em cứ ghé bên cá đồng Sài Gòn và tậu một em bối nhí, cái size nó dao động khoảng tầm 14 đến 16 xăng đó. Thì cá bói nhí bên em á, thì em sẽ bảo đảm cho anh em là 100% đúng bói, chứ không phải là những cái mặt hàng mà như những cái cửa hàng ngoài họ bán thì cứ kêu bói cái nuôi lớn lên nó lại ra thành con HB hay là gì đó. Với lại thêm cá bên em á, thì tụi em lựa rất là kỹ, thậm chí rất là nhiều con cá mới bé tí thì anh thấy hiện tại đã thấy được cái chai đuôi rồi, thì cái chai đuôi nó không có thể nào nó tuột đi hay như thế nào đó, nên nó không có thể nào mà gọi là nuôi lớn lên nó biến thành một con cá khác. Còn mà về cái gọi là cái thời gian phơm rồi này nọ các cái á, là tùy vào những cái kỹ năng của anh em nữa đó. Anh em cứ ghé bên cá đồng Sài Gòn và lấy kèm thêm một cái chai vitamin này. Thì về cái chai vitamin này thì nói chung thì bên em đã test qua và bên chú Đào Bạc cũng đã sử dụng qua thử hết rồi đó. Thì đối với cái tỷ lệ mà bơm bói thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả lên tới 99% luôn. Rồi quá trình sau khi bơm một thời gian, em nói là sử dụng bao nhiêu thời gian và cách sao cụ thể khi mà quá trình nó phát triển theo cái chu kỳ? Thì anh em cứ lấy một em bói này về, thì trong cái quá trình phơm á, thì khoảng tầm 3 tháng, 3 đến 4 tháng là từ từ nó sẽ phát triển lên thành được những con giống như là đầu vàng. Đây những con cá đây là cũng là cá mà kinh tế bên em giao ra xong rồi thu hồi về nè. Đó. Rất là nhiều em cũng lên được là đầu vàng giống như vậy, thì đầu vàng khoảng tầm 70-80%. Còn như bên đây thì cũng lên được khoảng tầm 90% rồi. Bên em thì mới mấy hôm trước vừa thu được một em cũng là hàng kinh tế về luôn. Con này thì phải thời gian khoảng tầm 6 đến 7 tháng. Tại con này lên tới size khoảng tầm 30 mấy rồi, 32-33 rồi đó. Con này viền rất là mỏng các bạn, đúng không? Khi mà nuôi một con cá lên, nó thật tình chú Đồ Bạc cũng chưa được con cá viền mỏng như vậy. Con cá mà nó đẹp thì cái độ vàng, độ phun phủ đó ok, nhưng con này cực kỳ viền, nó rất là mỏng, rất là mịn. Đó, anh thấy thứ nhất là cái chai đuôi của nó là phun kín luôn nè, đầu nó cũng phun đặc luôn. Đó. Đó, nó đầu nó vàng, các bạn thấy cái độ vàng nó như vậy thì nó sẽ tuột, nhưng mà rất là ít. Rất là ít cái độ đồng nó lên, thì lên tới cái size này thì nó cũng cứng màu lắm rồi. Thì tỷ lệ nó tuột cũng gọi là thấp lắm. Cân nhắc cho mấy anh em hiểu thêm một tí về cái dòng bói này, thì cũng rất là nhiều người cũng hay hỏi em về cái vấn đề mà gọi là con đầu vàng nhí hay là con phun nhí hay là gì đó. Thì thực tế nó không có một cái con đầu vàng nhí hay một cái con phun nhí gì hết á, cơ bản là nó chỉ là một con bói A phun chai thôi. Bố mẹ nó cũng y chang là như vậy, xong rồi trong cái quá trình mình dùng cái vitamin bơm lên đó thì nó mới phát chuyển từ thành một con đầu vàng hay là một con phun, chứ không phải bố mẹ nó là con phun thì nó sinh ra là con phun, cái đó là sai hoàn toàn anh. Thì cái cuộc thi này nói chung thứ nhất là bên cá đồng Sài Gòn tài trợ để nói chung thương hiệu luôn luôn muốn quảng bá để cho anh em biết tới, và chú Đồ Bạc thấy cũng hay là gì, muốn cuối clip chú Đồ Bạc nói là gì, nhiều bạn thấy chú Đồ Bạc đang bơm và cũng hỏi cách bơm này nọ chú Đồ Bạc nói, nhưng mà đó là một cái lúc nào cũng vậy các bạn, là một cái khảo sát thì phải có rất là nhiều người
mới đó là mới tỷ lệ nó cao thấp mới biết được, chứ còn một người không thì đúng là cũng 100% mà sai cũng 100%, cho nên là nó không chính xác bằng. Cho nên mình mới tạo cho cái buổi cái cuộc chơi này để chia sẻ giao lưu, để cho mọi người cùng nhau cách nuôi của mình. Các bạn show lên, mỗi lần chú bạc đăng lên thì các bạn đăng lên và nói cách, và mình tương tác thật là nhiều lên thì cái phong trào nuôi cá, để anh em sau này các anh em có thể là không tham gia chương trình, hoặc là tự mình nuôi cũng là ứng dụng để cho thực tiễn vô mình chơi những cái em cá mình để thỏa mãn đam mê, hay em ha. Dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì các bạn hãy nhớ, nếu mà nghe chưa rõ thì nghe lại và tương tác lại bên Cá Đồng Sài Gòn và bên chú Đồ Bạc, tất cả trên mọi nền tảng sẽ chia sẻ hết mọi cái nha các bạn ha. Còn chương trình thì các bạn cứ tham gia, nói chung là không tốn kém gì hết, thì các bạn chỉ cần, nó không tốn kém cũng không đúng mà nghĩ tốn kém cũng không đúng, sao mình cũng chơi mà mình cứ nuôi heo vậy, có người hướng dẫn, có anh em để so kè với nhau, và được, nếu mà mình được nuôi đúng, được hên, được đẹp thì được thêm một con cá nữa, và nếu mà không được thì cũng được thêm một cái niềm vui và thêm được một rất là nhiều anh em cùng cái đam mê ha. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn Cá Đồng Sài Gòn đã tài trợ cái chương trình này, cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip sau.